Xin chào anh chị nhà đầu tư, nhằm giúp cho nhà đầu tư có thêm nhiều cái kiến thức về những cái doanh nghiệp, về mô hình kinh doanh, về ngành nghề kinh doanh, rủi ro và những cái cơ hội đối với các cổ phiếu, thì AZFIN đưa ra cái series về đọc vị cổ phiếu cho người mới với cái mục đích là cung cấp những cái thông tin sát thực nhất đến quý nhà đầu tư và không nhằm mục đích nào khuyến nghị hay lôi kéo mua bán gì cả. Việc quyết định mua bán là do nhà đầu tư quyết định. Và trên đây là chúng tôi sẽ đến với phần 3, đó là công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Thì lịch sử hình thành và phát triển của công ty này thì năm 2006 thành lập với vốn điều lệ chỉ 50 tỷ thôi. Thì khi đó chỉ đủ hai cái hoạt động nghiệp vụ kinh doanh trong cái 4 hoạt động nghiệp vụ kinh doanh. Đến năm 2007 thì công ty này tăng vốn lên 300 tỷ thì đáp ứng toàn bộ cái vốn kinh doanh để được cấp tất cả các cái hoạt động kinh doanh do Ủy ban chứng khoán nhà nước quy định. Đến ngày 6/9/2021 thì niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sau đó thì chuyển sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Đến năm 2022 thì có vốn điều lệ lên đến 12.178 tỷ đồng, đứng thứ hai ở Việt Nam, và vốn chủ sở hữu thì lên đến khoảng độ 15.000 tỷ đồng. Thì VND nổi tiếng là một công ty chứng khoán có công nghệ mạnh top đầu và luôn đi đầu trong các cái sản phẩm dịch vụ mới cho nhà đầu tư, và đặc biệt nó luôn là công ty dẫn đầu trong cái lĩnh vực khách hàng cá nhân. Tiếp theo về các cái hoạt động sản xuất kinh doanh chính, thì nếu trên giấy phép đăng ký kinh doanh thì có 4 hoạt động bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán. Còn về thực tế kết quả kinh doanh thì đến từ môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ, tự doanh chứng khoán và kinh doanh nguồn vốn. Thì cụ thể về cái tỷ trọng lợi nhuận thì tự doanh ở đây thì bao gồm cả cái hoạt động gọi là kinh doanh nguồn vốn đấy, tức là công ty đi vay đô la đổi ra tiền Việt gửi ngân hàng lấy cái tiền chênh, hoặc là đi vay đô la rồi sau đó là sử dụng cái tiền đó đi kinh doanh trái phiếu vân vân, đó thì nó chiếm 40%. Tiếp theo cho vay margin, tức là cho nhà đầu tư vay để mua chứng khoán, thì là chiếm 45% về cái tỷ trọng lợi nhuận. Về môi giới chứng khoán khoảng 14% và các nghiệp vụ khác không đáng kể. Thì công ty chứng khoán VN Direct này thì sẽ được xếp hạng vào cái loại hình vừa tăng trưởng vừa có tính chu kỳ. Tức là sao? Tức là thị trường chứng khoán còn có cái xu hướng tăng trưởng rất là mạnh mẽ khi số nhà đầu tư ở Việt Nam đâu đó mới khoảng 3% dân số, so với các nước khác thì đến 10%, 20%, thì tiềm năng tăng trưởng còn rất lớn. Tuy nhiên cái ngành này thì nó phụ thuộc rất nhiều vào cái diễn biến của thị trường cũng như là diễn biến của nền kinh tế, bởi vậy cho nên nó có tính chu kỳ rất cao và nó theo hình xoáy chôn ốc đi lên. Về cái lợi thế cạnh tranh và rủi ro của VND, lợi thế cạnh tranh là công nghệ và thương hiệu mạnh và dẫn đầu về khách hàng cá nhân, nguồn vốn lớn dồi dào ngang với một ngân hàng tầm trung, tức là quy mô vốn chủ sở hữu lên đến 15.000 tỷ. Về hiệu quả kinh doanh của công ty này được xếp top cao trong ngành chứng khoán. Về rủi ro, đó là thị trường chứng khoán biến động mạnh khiến cho kết quả kinh doanh của VND biến động theo rất là thất thường. Thứ hai là tự doanh cổ phiếu thì khá yếu và luôn biến động. Thứ ba là rủi ro khác có tính chất bất ngờ. Ví dụ như là cái năm 2022 này liên quan đến trái phiếu chẳng hạn, thì công ty gặp cái rủi ro bất ngờ liên quan đến cái vấn đề đó thì không thể lường trước được. Thì trên đây chính là những cái đọc hiểu, đọc vị về cái cổ phiếu VN Direct.